Cách cư xử ở đời. Thầy Nhan Uyên hỏi Đức Khổng Tử: hồi này muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang, không phải khỏe mà có oai, chơi bời với người ta suốt đời không lo sợ gì, muốn như vậy có nên không? Đức Khổng Tử nói: người hỏi thế phải lắm. Nghèo mà muốn cũng như giàu, thế là biết bằng lòng số phận, không ham mê gì. Hèn mà muốn cũng như sang, thế là biết nhún nhường và có lễ độ. Không khỏe mà muốn có ai, thế là biết thận trọng, cung kính không làm lỗi gì. Chơi bời với mọi người mà muốn suốt đời không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới nói. Lời bàn. Không cần công danh phú quý, thế là biết giữ thiên tước hơn nhân tước. Không để ai khinh lờn được, thế là biết trọng phẩm giá mình. Không muốn đeo cái lo vào mình, thế là biết giữ thân, không phiền lụy đến ai. Ở đời mà giữ trọn vẹn được mấy điều như thế, tưởng thật là một cách vui thú rất cao thượng vậy. Tu thân. Thấy người hay thì phải cố mà bắt chước, thấy người dở thì phải tự xét xem có dở như thế không để mà sửa đổi. Chính mình có điều hay thì phải cố mà giữ lấy, chính mình có điều dở thì phải cố mà trừ đi. Người chê ta mà chê phải, tức là thầy ta. Người khen ta mà khen phải, tức là bạn ta. Còn người nịnh hót ta, lại là người cừu địch hại ta vậy. Cho nên người quân tử trọng thầy quý bạn và rất ghét cừu địch. Thích điều phải mà không chán, nghe lời can mà biết răng. Như thế đủ muốn không hay cũng không được. Kẻ tiểu nhân thì không thế, cực bậy mà lại ghét người chê mình. Rất dở mà lại thích người khen mình. Bụng ta như hổ lang, ăn ở như cầm thú, mà thấy người ta không phục, lại không bằng lòng. Thân với kẻ xiểm nịnh, xa cách kẻ can ngăn. Thấy người chính trực thì cười, thấy người trung tính thì chê. Như vậy thì dù muốn không dở cũng không được. Lời bàn. Cái đạo tu thân rút lại chỉ có biết theo điều hay, biết tránh điều dở, mà muốn tới cái mục đích ấy thì không những là tự mình phải xét mình, lại còn phải xét cái cách người ở với mình nữa. Đối với người cần phải biết hai điều: ai khen chê phải, khuyên răng hay thì phục thì bắt chước, ai chịu lòng nịnh hót thì tránh cho xa, coi như quân cừu địch. Nên ưa người ta khuyên mình hơn là người ta khen mình, có như thế thì mới tu thân được.
cơm cay đợi thỏ. Một người nước Tống đang cày ruộng. Giữa ruộng có một cây to. Có con thỏ đồng ở đâu chạy lại, đâm vào gốc cây, đập đầu chết. Người cày ruộng thấy thế, bỏ cày, vội chạy đi bắt thỏ. Đoạn cứ ngồi khư khư ôm gốc cây, mong lại được thỏ nữa. Nhưng đợi mãi chẳng thấy thỏ đâu, lại mất một buổi cày. Thiên hạ thấy vậy, ai cũng chê cười. Lời bàn: thấy mùi quen muôi làm mãi. Ở đời, những kẻ ngẫu nhiên gặp may mà ước ao được gặp may luôn như thế nữa, không biết sự may là tình cờ mới có, thì có khác gì người nước Tống ôm cây đợi thỏ này. Anh ôm cây đợi thỏ này lại còn là người cố chấp bất thông, không hiểu thời thế, không thấu tình cảnh, khư khư đười ươi giữ ống, cũng một phường với những hạng chơi đàn gắn chặt phím, khắc mạn thuyền để nhớ chỗ gươm rơi. Đánh dấu thuyền tìm gươm. Có người nước Sở đi đò qua sông. Khi ngồi đò, vô ý đánh rơi thanh gươm xuống sông. Anh ta vội vàng đánh dấu vào mạn thuyền, nói rằng: gươm ta rơi ở chỗ này đây. Lúc thuyền đổ vào bến, anh ta cứ theo chỗ đánh dấu, lặn xuống nước tìm gươm. Thuyền đã đi đến bến, chứ gươm rơi đâu thì vẫn ở đấy, có theo thuyền mà đi đâu. Tìm gươm như thế chẳng khờ dại lắm ư? Lời bàn: thanh gươm rơi xuống sông thì ở ngay chỗ rơi. Nếu muốn tìm thấy gươm, tất phải lặn ngay xuống chỗ rơi mà tìm. Chứ sao lại đánh dấu vào thuyền, đợi đến lúc thuyền đổ vào bến mới lặn xuống bến tìm. Người tìm gươm này có khác nào như người đánh đàn sắt, đem gắn ca ngựa lại, tưởng ngựa không di dịch được, là các âm vận tự nhiên điều hòa được đúng. Than ôi, người cố chấp bất thông, chỉ câu nệ, biết giữ chặt một cái đã nắm chặt trong tay, chứ không hiểu nghĩa chờ thời là gì. Ba con rận kiện nhau. Ba con rận hút máu một con lợn, tranh nhau ăn, đem nhau đi kiện. Một con rận khác gặp, hỏi: ba anh kiện nhau về việc gì thế? Ba con rận đáp: chúng tôi kiện nhau vì tranh nhau một chỗ đất màu mỡ. Con rận kia nói: tôi tưởng các anh chẳng nên tranh lẫn nhau thế làm gì. Các anh chỉ nên lo đến con dao của người đồ tể giết lợn, ngọn lửa của bó rơm thui lợn mà thôi. Ba con rận nghe ra, biết là dại, thôi không đi kiện nữa, cùng nhau quần tụ, làm ăn với nhau, dù no dù đói, cũng không bỏ nhau.
Con lợn thành ra mỗi ngày một gầy, người ta không làm thịt, cứ để nuôi. Ba con trận nhờ thế mà no đủ mãi. Lời bàn. Nhân dân một xứ mà cứ tranh giành lẫn nhau cái lợi trước mắt, không nghĩ gì đến cái việc lâu dài cho cả toàn thể, thì trí khôn thật không bằng mấy con trận nói trong chuyện này. Tranh nhau, cãi nhau, đánh nhau, kiện nhau thì oan oan tương kết, lợi chẳng thấy đâu, chỉ thấy hại. Hại cho một mình là hại cho cả đàn, cả lũ nữa. Sao không biết, sâu đục cây, cây để thì sâu cũng chẳng còn. Trùng hại vật, vật chết thì trùng cũng hết kiếp.